Thôi à? Ừ, nhà anh này. Cái gì anh ạ? Đâu đâu? Ui ôi, ui ôi. Ui con gì nhỉ? Ui, con gì đây? Ui, cẩn thận đấy anh ơi. Cẩn thận nhá. Ui. Kéo nhá, kéo. Cẩn thận. Cẩn thận. Ui, cẩn thận đấy. Ui. 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 Con gì đây? Ui. Ui, con gì đây? Ui. Ui. Ui, rắn rồi, để em tập chết đi anh ơi. Đừng. Để bắn sống, để bắn sống. Đá chết, rồi. Ui, cẩn thận nhá. Ui, cú anh lôi xác ra thử xem nó xác con gì à. Có bên dưới. Cẩn thận nhá. Ui, cẩn thận. Rất rồi. Ui, xác con gì có này. Ui, là ai? Ấy. Ui, là. Ui, cái gì? Mấy tạ đấy. Con gì đấy? Con chăn. Con chăn á? Ui, lo trong này đấy, cẩn thận nhá. Anh ơi, cẩn thận nhá. Cái xác rồi. Ui, cái xác này. Ui, dài lắm anh em ơi. Ui, con này to lắm. Ui, này. Ui, chăn à, xác chăn rồi. Xác chăn. Ui, cả. Sò đấy, ui. Sò là cả tay rồi. Chân. Sò cả chân rồi. Ui, cẩn thận. Cẩn thận đấy. Mình muốn dậy này. Kéo nhá. Mình kéo hẳn mặt ra anh rồi nhá. Ui, cái gì đấy? Cái đuôi kìa. Đuôi này. Ui, chăn rồi. Nuôi rồi. Chăn to thế. Rồi. Ui, chăn tinh rồi. Ui, con này nó vào hẳn nhà luôn này. Ui, đúng đầu này. Ui. Sợ hẳn. Ui, nó vào hẳn trong đây nhỉ. Sợ chưa? Cái bà nó cứ phi. Kẹt xin luôn em ơi. Ui, cái xác nó ác nhỉ. Đây cái xác nó này. Ghê nhỉ. Con này chắc vào để lột rồi. Con này vào để lột mà anh. Ui, kẹt xin luôn nhỉ. Cái xác nó mới lột xong nhìn nó bóng lọng em. Ừ. Đấy luôn rồi. Ui, da nó này. Đấy, xỏ cái chân vào vẫn vừa ấy nhỉ. Đấy, xỏ cả người mình nhỉ. Sợ nhỉ. Đây luôn. Cẩn thận nhá. Đồ này. Úi giời, đen xì luôn, đen bóng luôn này. Ừ, nó vào hẳn trong nhà luôn nhá. Nó vào hẳn trong chuồng gà luôn. Cẩn thận nhá. Đây vào hẳn trong chuồng gà luôn. Đây là cái chỗ để nuôi gà nhé. Dã này. Toàn chuồng gà đây. Gà. Giờ xử lý ra ngoài anh ơi. Mấy anh em tập trung, mấy anh em tập trung nuôi này, nuôi con nhé. Bạn nhá, ấy, bạn nó mổ đấy, nó cắn đấy. Cái đầu này anh. Ui, cái mắt đâu kìa, mắt đâu kìa. Nhìn không, nhìn mắt anh. Cứ nhìn. Quật. Sợ kìa. Yêu. Người dã man kìa. Đầu nó kìa. Yêu. Con nuôi mồi nó ra hay để tự ra? Cứ cạy nó đi, vòng cái đầu ra để cho bò ra đôi cho vào nó múc đấy. Ấy đầu rồi. Bắt đầu đi. Đấy. Anh em mình tới nhau. Thôi. Khổ quá. Đèn xì, mùi lột tuổi. Đèn sống à. Vừa lột xong. Đèn xì luôn nhỉ. Toàn nhảy nhỉ. Tìm rừng xuống nhỉ. Kinh con này sao nó bóng sợ. Con này chắc là chưa rừng xuống. Nếu vừa con này dây ác ấy nhỉ.
Vừa nó phi ông bạt cứ mờ 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 nó phi sợ thật đấy. Thằng nó vừa ăn xong con bạt là con gà này. Này nó vừa ăn xong con gà thôi, mất gà thôi. Mất gà rồi, vừa trồng gà mới để đây mà. Nhà này nuôi nhiều gà mà. Mà ôm một con lọ này mất hết rồi, không còn con nào. Đấy mất nhiều ấy nhỉ. Nhiều luôn. Trước là thấy nhiều lắm mà. Ôi giời ơi. Con này ở đâu nó bỏ đến nhỉ? Đúng không kìa? Ở đâu nó vào ấy. Không, nó ở trên rừng xuống ấy. Con này trên rừng. Có khi bão này. Gió rồi nó ở trên rừng. Trườn nó bò nhiều. Sứ thép xa thép người à. Rừng. Rồi con này anh em tính sao rồi? Con này cũng bắt đi anh em. Bắt đi. Bắt con này. Bắt thì cũng qua thôi, nó kiếm ăn gà ấy. Cô tên 57 anh em đi. Đó, nó bắt em rồi, nó lột giỏ. Con này nó chưa được xong hết này. Kia nó được một đoạn người, nó chưa được xong hết này này. Này. Đúng rồi, xong đẹp lắm. Sợ rồi. Ui, cái xác đó nhìn cái kinh này. Ui, tổ. Đừng, đừng, đừng. Đừng đáp, đừng đáp. Đừng đáp, đừng đáp. Ui, đừng đáp, đừng đáp. Ui, tổ này đúng rồi, ui dồi ôi. Cái giống này nó hiền. Nó tổ vậy anh nhỉ. Ui. Con này nó cũng hiền hơn nhỉ. Nhưng mà ui, con này nó ta nhìn nó bóng anh nhỉ. Nó đang lột giả, con này đang lột giả. Ui giời kìa. Ui giời ơi. Con đang lột giả. Tổ này đúng rồi. Dùng dạ bàn nhiến đẹp với anh nhỉ, nấu xong nhiến đẹp kìa. Đóng kìa. Ui giời. Đẹp chưa? Sáng choang luôn nhỉ. À, chưa biết là tiếng nó đang gì gì. Hay nó vào đây để à, nó ăn cũng không phải nó ăn không để nó lột đấy à, nó ăn nó có sức nó lột dài ui này này à. Ui này ui mọi người nhìn này ui này nó cái da mới nó này này thì nóng luôn đi này ui ui giờ quá đẹp luôn bóng này ui này nè đây là anh em mình đang giúp nó lột nhé mọi người. Nào. Nó ăn còn sót lại một ít ở phần dưới này anh em xé nốt cho nó đã mà nào ui này đấy. Mà nó có đau không nhỉ? Không không mình đổ cho nó này nó còn thích hơn ấy. À thế nó đỡ mất sức. À thế à, ai già mình chưa nhìn thấy rồi nó nắng nó bảo nó bóng kìa. Ừ, bình thường nó làm cho anh nhỉ. Sáng cho anh. Bình thường nó phải có điểm, ví dụ nó kỵ ở đây này. Ờ. Nó bắt đầu nó mới nổ dần chứ anh. Này. Ui rồi này. Này. Kéo hẳn nó xuống đi. Đẹp nhỉ. Con này mà lột hết đi. Đấy anh em kéo. Con này lột. Đấy là kéo ra góc cuối cho mát này. Ui con này nặng thế nhỉ. Con này thả lặng. Ui. Nó lột lên bóng rồi chưa. Đẹp xinh luôn. Nhìn lại cái vết này của nó này. Này, ui mọi người nhìn này. 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 Bóc tàn rồi, ăn xong rồi. Lúc rồi luôn. Giờ con này anh em tính sao nhỉ? Con này á? Bắt ra, dưới đây cái đầu đó. Bắt đây thả đi. Ủa anh em mình bắt đi, bắt về đi. Chị ấy. Có khi là... Bây giờ anh em mình... lấy xe xong rồi anh em mình di chuyển nó về đi nhỉ? Thì anh em xuống để tôi vào tôi lấy cái... Ừ. Cái... Bây giờ anh em sẽ lấy cái xe để di chuyển con chăn này về nhá. Xử lý con chăn này như thế nào thì anh em mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Có bao to mọi người những clip sau nhá. Chào mọi người. Chào mọi người nhá.